Cái kích sát này là do mình đang định chuyển sang võ hiệp công kích á, định chơi dân hóa nên để ai thích chơi kim đòn như thánh này nè, tại kiếm cái người thuận hoặc là cái chiến thuận ha. Thất bật
Mình test thử đánh mà không xài chiêu diệt tuyệt lôi thiên ha. Không thấm vào đâu đúng không các bạn? So sánh sự khác biệt ha. Sẽ kêu nó trừ tới 70% thủ lực. Chơi tô tinh hà thì chơi tem của Như Quá đẹp hơn. Đúng đội hình này nè các bạn. Đội hình này thì không cần công tôn sách, chỉ cần cho thêm chỗ vô nhà tử mới đẹp, giống như dàn trợ của mình. Khi bỏ đồ Nguyên Khánh ra và cho Như Quá vào, hoặc là cho Kim Ngân Phát Vương Vương ra và cho đồ giữ vô. Cái dòng kiếm thì nó dễ rồi các bạn. Chơi đánh lôi đài mà tóc nó cao hơn thì mình đánh không lại. Rồi bây giờ chốt, bạn nào mà đoán đúng hai số cuối điện thoại của mình sẽ tặng ngạc này ha. Bây giờ các bạn tăng lực chiến cho thì rất là dễ. Nếu các bạn thích tem Nhân Quá thì các bạn hãy đổi sang tem Nhân Quá các bạn chơi, hoặc là các bạn nâng sao như thế này nè, các bạn nâng sao như dàn trợ lên. Thay vì trợ mình có bồi dưỡng rồi, nâng sao lên nữa nó sẽ tăng cái lượng bồi dưỡng lên. Thử cho các bạn coi ha. Rồi hiện tại lực chiến của mình là 853.818 đúng không? Anh sẽ các bạn xem ha. Rồi bây giờ thì lực chiến của mình lên là 864.418 các bạn. Tăng hơn mười mấy nghìn lực chiến. Tại vì lý do gì nè đó, mình đang tăng bồi dưỡng cho nó. Mình đang bồi dưỡng nó, mỗi lần bồi dưỡng thì nó sẽ cộng chỉ số lên cho đội hình ở trên.
các bạn xem này, 18 này nó tăng 7 sao là 70% thuộc tính bồi dưỡng, 8 sao mình đang tăng 5 sao, 6 sao là 5 60%, 7 sao tăng là 70%, 4 sao sẽ lên thêm 10%. Rồi, xin chào các bạn nha, bạn